Vâng, em chính xin chào tất cả các bác. Đây là con Super JBL BB10 bát 25 ốp gầm à, mới về trong sáng nay. Điện là 100-120V nha các bác. Con này giá 8.500.000 và được tặng kèm một bộ dây kết nối để các bác kết nối vào súp nha. Đây các bác, đây là dây tặng kèm. Một bộ dây can Z trị giá là 400.000, 3.5m để các bác cắm vào những súp điện. Giá thì em cân đối và được tặng kèm như cái này nha các bác. Đây là phía dưới, các bác thấy được độ đẹp. Tiếng hàng rất là kỹ nên các bác yên tâm về chất lượng hàng và độ đẹp. Tất cả là sản phẩm bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đây là logo bát của nó, gân gân zin đặc trưng. Những dòng súp thì nó sử dụng gân cao su nên là gân nó không có mục nha các bác. Đây là về súp là toàn là gân zin hết nha. Rồi lật xuống để các bác xem được chi tiết, nó là thùng đen văn gỗ nha. Đặc trưng của dòng BB của JBL. Rồi thùng rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Đây, mời các bác cùng xem. Vuông thành sắc cạnh nha. Hàng bãi điện 100-120V. Đối với bát 25 của JBL mã BB10 này, các bác chơi thoải mái những phòng 30m² đổ lại nha. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Hỗ trợ giải trầm và tăng cường tiếng bass uy lực để các bác trải nghiệm những bài nhạc đen, nhạc bốc, nhạc sóng nó trở nên thú vị hơn. Đây, lỗ thông hơi phía sau. Và các bác sẽ thấy được cái độ đẹp của nó. Một cái volume canh chỉnh Cosiver giải bass trầm, bass mềm, bass cứng. Và lever mình chỉnh lớn nhỏ 120V. Rất là đẹp nha. Thầy bác nào chốt con này thì alo cho em. Con này về duy nhất sáng hôm nay, chỉ có một con này thôi nha các bác. 8.500.000 đã bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ em bớt 200.000 nha các bác. Chuyển khoản đủ em bớt 200 nha. Cọc tiền thì cọc khoảng 1-2 triệu ra lên thì em ship rồi. Lưu ý là bên em bao ship và tặng kèm các bác là một bộ dây trị giá là 400.000 dây xịn nha các bác. Để các bác kết nối, tại vì súp để ở phía xa chứ không phải để gần âm ly, nên là dây phải 3.5m là ok nha các bác. 8.500.000, các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên 0978338 14 hay là 0965 770277. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác.